bác, các anh chị và tất cả mọi người nhé. Xin giới thiệu, đây là ca sĩ Úc của thập niên 50, của năm 48-50. Má của Thu Anh. Mỗi lần Thu Anh kêu là ca sĩ Phục Cúc mắc cười, mắc cũng có vẻ không thích mà. Tại vì ca sĩ này bỏ nghề 60 năm. 60 năm rồi mọi người. Dạ. Là sáng 50 năm. Đâu có 50 năm. Má năm nay là bao nhiêu tuổi? Ok, họ sẽ hát từ 18 tuổi tới 22 tuổi. Má hát từ 18 tới 20 tuổi, à 22 tuổi. Là má hát 4 năm. Rồi, xong rồi là tác đại phó thân quốc gia. Ừ, bây giờ là má 93 tuổi rưỡi. Đó là má thấy má bỏ biết bao nhiêu lâu, thấy không? Má bỏ dữ lắm rồi đó, má bỏ 70 năm chứ không phải 50 năm. Dạ. Hôm nay là sáng chủ nhật, Thu Anh xin mến chào tất cả mọi người, cô chú bác. Dạ, chào anh huynh đệ, anh khỏe không? Hôm nay trời đẹp quá mọi người ơi. Thu Anh đang uống sữa nè. Uống sữa rồi. Uống sữa của má đâu? Má uống trà nóng. Thu Anh uống sữa không? Đã uống rồi. Uống sáng rồi. Hôm nay má thằng này má thấy trời đẹp không? Trời đẹp. Trời đẹp. Má hay ra sân sau đó mọi người. Má ra sân sau má tập thể dục. Má nghe đàn. Tập dưỡng sinh rồi. Má tập dưỡng sinh từ năm 40 tuổi tới bây giờ đó mọi người. Má tập Pilates. Má quan tâm má uống trà nóng lên mọi người. Uống rồi má. Hôm nay là má đi lễ sau khi mình livestream cho nên má có ít thời gian thôi nha mọi người. À, mọi người ơi, đây là chương trình mà Thu Anh có nói là Q&A, question and answer. Đó, mọi người có đặt câu hỏi gì cho ca sĩ Thu Cúc, mọi người đặt lẹ nha, để ca sĩ Thu Cúc biến mất bây giờ. Ca sĩ Thu Cúc đi lễ ha. Đó, người ở đây nè, đó là người nổi tiếng. Thu Anh là người bình thường thôi nha mọi người, bình thường giống như mọi người. Thu Anh là đi làm, đi cày. Còn đây là người nổi tiếng. Mới có nổi tiếng không? Thì họ hát đó, Quý Văn Hảo này cái đó. Hát chương trình ra đại nhạc hội. Là của Văn Hảo. Má kể chút xíu cái thời mà má đi hát, đi đàn. Con đi đàn chứ má đâu có đàn. Má đâu biết đàn phải không? Thì đàn mandolin chứ thôi. Có. Má biết đàn mandolin nữa hả? Trời ơi. Ban nhạc. Đàn dây. Giấu nghề mọi người ơi. Đến là... trên đài phát thanh đó thì đàn hát. Nghĩa là đây là nhân tài ẩn danh 70 năm. Má đang cho ban nhạc tên gì? Nhà má giới thiệu. Ban nhạc nhà má đó. Sau đó hát chung với mà Bình Trang, Dương Thừa Tướng. Dương Thừa Tướng nữa. Bình Trang, Dương Thừa Tướng rồi có đại nhạc hội đó. Lâu lâu con có nghe má nói về có cái gì mà má trình diễn cho vua Bảo Đại. Giáo viên Gia Long trình diễn cho vua Bảo Đại nghe. Má là đã từng là thành viên của ban nhạc Ngày Mai. Ban nhạc đông lắm mọi người, Thu Anh nghe má kể ha. À, cả trăm người. Cả trăm người luôn, dàn nhạc đông lắm. Nhưng mà thời đó đó, chỉ vì cái chữ mà xứ ca vô lòng đó, cho nên là chỉ có mấy cô thôi, còn bao nhiêu là đàn ông cũng đàn ông nhiều lắm. Mà dàn nhạc hồi xưa đó thấy vĩ đại lắm mọi người. Rồi má hát cho đài phát thanh. Má có đi show không? Má có chạy show giống tụi con sau này á. Để cũng có ca nhạc vậy đi, nhạc để đám cưới người ta mời đi. Ôi, có đám show đám cưới mọi đám cưới. Người xin chào bác, ca sĩ Thu Cúc và em gái Thu Anh nha. Em chào anh khỏe không? Cảm ơn anh vào đây ủng hộ Thu Anh nhé.
Nó ăn gì? Nó ăn chút xíu rồi nó mới chuyển tiếp. Cái này là bánh cơm, bánh cơm đó. Con gái mới làm tối hôm qua. Mình ăn chút xíu nó vui, nó chuyển. Nó thích ăn xoài lắm, cho nên thưa anh đó, sắc xoài cục cục vậy nè mọi người. Cái thưa anh là xoài nó chín rồi nó dễ hư, cho nên thưa anh bỏ vô đông đá cho tụi bé, thưa anh để dành cho má ăn dần. Mọi người khỏe không? Chị Ái Phương, chị dâu mình vào xem kìa, nó nói gì với chị dâu. Dâu mình á, chị Diệu Ái Phương. Vô đã. Cái vô kìa. Con dâu má nè. Để chị khỏe không? Chị Ái Phương á. Tí tí. Má bây giờ lớn tuổi quá. Má hỏi dâu nào. Chị là dâu nào? Chị là dâu ngọt hả? Hay là chị là dâu chua? Em nói giỡn thôi nha, em nói đùa. Đó, mọi người ơi, thưa anh với má đang ở nhà. Và thưa anh, đó, chị kêu má ơi kìa. Thấy không? Má đang ở đây bám tám với em chút xíu rồi má đi lễ á chị dâu. Chị và con cái khỏe hết hả? Rồi, để má kể xíu nữa nha. Má kể xíu về cái thời má đi hát này. Má thích cái loại nhạc nào nhất cái thời đó? Rumba. Sở trường của má là rumba và samba. Samba. Lâu rồi mình đâu có nghe loại nhạc samba. Samba là cũng giống rumba. Má là chuyên ngành. Trung tâm chơi. Rồi các cô ca sĩ bây giờ nó cũng còn liên lạc không? Các cô còn sống thôi. Mấy người đâu rồi? Minh Trang mới vừa chết đó. Minh Trang, ca sĩ Minh Trang mới vừa qua đời. Rồi hôm bữa đó vui lắm chị dâu. Anh huynh đệ, em kể cho anh huynh đệ nghe nha. Má có vào SDTN má xem á. Thì má thấy một người quen. Người quen là bác này lớn tuổi. Bác thì má để con, bác thì còn sống nè. Mà lớn tuổi lắm, cũng chín mấy tuổi đó, ca sĩ hay là nhạc sĩ? Ca sĩ luôn, mà má mừng quá chừng luôn. Má mừng lắm mọi người. Tại vì cái thời đó bây giờ cũng chắc cũng không còn nhiều người được cái tuổi như má mà vẫn còn ở với gia đình như vậy. Đa số là về chầu Chúa rồi, cho nên là má mừng lắm. Má mới nhớ tên không? Không nhớ được. Rồi, dân phục đó, dân phục thì chết đó. Nói bây giờ có bà Châu Hà thì chết rồi. Mấy người bác, sao vậy? Có bác Văn Phụng. Chị nghe rõ không? Chị cho Thu Anh biết âm thanh rõ không? Để Thu Anh có thể nói má và Thu Anh nói lớn thêm chút xíu. Con có thể nghe thử đây. Mẹ với ngoại mình nói chuyện nghe rõ không? Nghe rõ hả mọi người? Dạ, Thu Anh cảm ơn nhiều. Đó, sáng nay là sáng chủ nhật. Beautiful Sunday. Má nói gì nữa không nè? Má, tại sao má bỏ nghề mấy chục năm? Có phải là từ ngày em đi lấy chồng? Trời ơi, giờ có con rồi thì nghỉ. Má vậy là má lập gia đình là má bỏ nghề luôn đó chị dâu. Dạ, âm thanh tuyệt vời lắm em. Dạ, em cảm ơn nha. Nghe nhạc ha, có nghe nhạc không? Đó, Thu Anh và má ngồi ăn xoài. Má ăn bánh cơm của bé Thu Uyên Lạc. Cơm nè mọi người. Mùa hè đó, mùa hè cái mình ăn xoài đông lạnh cho nó mát nha mọi người. Mình nói gì đây nè?
cái gì nè, gửi lời thăm tất cả. Mà có nhắn chẳng gửi con dâu máy gì không nè. Chị biết chúng rồi tôi đi làm hả? Dạ chú đó. Dạ anh Ti á. Xin lỗi mọi người, hôm qua hát quá, bữa nay bắt đầu cái giọng cũng à, má nói chị dâu chút xíu đi. Dạ Ti trả lời kìa. Chị trả lời má đâu có nghe nói đâu. Có chị có không má. Con đang làm gì đó con có nghe con? Đâu có thấy đâu đây. Có, chị đang nghe em. Chị đang nghe má nói á. Kệ. Trời ơi, con dâu má nói chuyện thương rồi. Nói con thương má nhiều nè. Đó. Má cũng phải nói lại I love you. Nói đi. Ai cũng thương chị đó mà. Chị dâu hiền, dâu ngọt chứ không phải dâu chua nha. Ok. Cho xin chút xíu music ấy. Má hát không? Thôi, má hát thử mấy câu à? Thôi. Hôm nào có nhạc thì má mới hát. Bây giờ hát hát mọc thì má đâu dám hát. Dạ khuya thôi. Rồi mà chị vẫn còn vào xem. Má và em cảm ơn chị nhiều lắm.